Dạ thưa quý bà quản trị, và hiện tại em quay lại nơi an nghỉ của cố nghệ sĩ Vũ Linh quý bà quản trị, nơi an nghỉ cuối cùng của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì em mời quý anh chị hãy vô bên trong, cũng còn hiện tại rất là còn đông người, và vô bên trong xem phần mộ của ông như thế nào. Đây còn rất là đông. Dạ chị, nghệ sĩ Ngọc Quyền sẽ thắp một nén nhang cho nghệ sĩ nhân dân Thanh Cương Huệ của anh chị. Thì chị Ngọc Quyền đã thắp cho ông Nguyễn Xuyến của chị, nghệ danh nghệ sĩ ưu tú Nam Hùng. Đây là nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang của chị. Thì nghệ sĩ Ngọc Huyền sẽ thắp ông một nén nhang. Thank you.
Chúc sức khỏe cô Ngọc Huyền của chúng chị. Sau hồi bộ mình Vũ Linh không đọc cái lương đang trực tiếp hạ phòng. Dạ đúng rồi, đang trực tiếp của chúng chị. Có quẹo con này mà có quẹo không? Lên hôm qua đi về chết ngoại nó là có tiếng lắm, xuân chúng là rất là hội viên, có ghế ngồi đâu lên hôm qua chúng lên dạ đây. Đây là thanh sơn. Nỗi buồn hoa phượng. Cô Ngọc Huyền có ba ca bài nỗi buồn hoa phượng với chú Kim. Cũng như bài của chú. Dạ. Bởi vì chú cũng là một trong những nhạc sĩ là người thầy đầu tiên Minh Ngọc Huyền sang lĩnh vực ca nhạc. Là người thầy đầu tiên. Chú mất là ở bên Mỹ. Là chỉ có dẫu là chú thôi, nhưng mà chưa có bao giờ được đến đây là thích nhanh cho chú hết. Tại vì cũng không có, nhưng mất liên lạc với kiếm. Không ngờ là hôm nay được gặp là chú ở đây. Và là cũng cái hữu duyên mai mốt là đến đây mà dạ thì nhạc sĩ Ngọc Huyền viếng nhạc sĩ Vinh Sử của chị. Đất phương Nam đó. Phương Nam ăn cá sống đó. Ông đó, ừ. Ông nóng nó cự lắm. Không có cò. Ừ, cò đó, ông cò. Cò với Nam đó. Cò với Nam đó. Bắt ông ăn, ông ăn cá sống. Ngô Kiển. Tôi nhớ rồi. Của chị Ngọc Quyền nãy giờ để đến thăm các cô chú anh chị ở đây. Cảm ơn. Dạ. Mong rằng là mọi người đưa những cái tin đẹp, những cái hình ảnh đẹp về lễ tang của anh Vũ Linh. Dạ, dạ. Đưa những cái hình ảnh xấu nha. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều ha. Dạ. Chúc chị luôn luôn có sức khỏe à. Cái xung quanh sân biệt vườn mãi mãi luôn nha. Dạ. Dạ, mong là mọi người lựa những hình ảnh đẹp của anh Vũ Linh. Dạ, dạ. Mô Phật, dạ. Rồi, chúc dạ, chị Ngọc Huyền có luôn luôn có một sắc đẹp vĩnh cửu ha, mãi mãi ha. Dạ. Chúc cảm ơn mấy anh. Hai chị Ngọc Huyền nãy giờ, nghệ sĩ Ngọc Huyền nãy giờ cũng đi thắp hương rồi cho nghệ sĩ và nhạc sĩ cô này của anh chị. Dạ. Chị Huyền ra nhé.
đi được khách đây. Dạ đây là cô chú sàn giả rất là nổi tiếng, cũng là nghệ sĩ luôn. Dạ. Dạ ba chị chúc chị luôn sức khỏe như chị Ngọc Quyền. Dạ. Dạ. Cảm ơn quý vị. Dạ. Chúc mấy chị sức khỏe. Dạ. Dạ. Dạ, clip chọc con này kết thúc quý bà anh chị. Dạ, nghệ sĩ Ngọc Quyền đã lên xe và về. Dạ. Chọc xin chào quý bà anh chị. Bye bye của tất cả quý bà anh chị.